Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin câu chuyện cuối tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Và đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu người dẫn chương trình Maria Diễm Thanh và tôi Geronimo Nguyễn Thiện. Em xin chào anh Thiện. Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay. Và trong tuần qua thì có một điều rất là đau buồn của giáo hội, đó chính là sự ra đi của Đức Hồng Y Atchengaray. Câu chuyện cuối tuần của chúng ta ngày hôm nay sẽ bàn đôi điều về sự ra đi của Ngài. Kính thưa quý vị, Đức Hồng Y Roger Atchengaray là cộng sự thân tín của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã dấn thân vì hòa bình, thăng tiến đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc về Đức Hồng Y như con người của đối thoại và hòa bình. Và Diễm Thanh biết không, Đức Hồng Y Roger Atchengaray, 97 tuổi, Ngài là nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa bình và chủ tịch Hội đồng Koyunum, đã được Chúa gọi về nhà cha chiều ngày 4 tháng 9 năm 2019, hưởng thọ 97 tuổi. Đức Hồng Y Roger Atchengaray, người Pháp, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1922 tại miền Espelet, giáo phận Bayonne, nước Pháp. Sau khi gia nhập vào chủng viện thì Ngài đã theo học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, đậu cử nhân thần học và sau đó thì tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1947 và nhập tịch vào giáo phận Bayonne. Năm 1961 thì Ngài bắt đầu làm việc tại Hội đồng Giám mục Pháp và từ năm 1966 đến năm 1970 thì Ngài là Tổng Thư ký. Đến năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đại Lục đã bổ nhiệm Ngài làm Giám mục Hiệu tòa Gemelle di Numidia và là Phụ tá Tổng Giáo phận Paris. Kính thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 12 năm 1970, Ngài được thăng làm Tổng Giám mục Marseille. Đến năm 1975, Ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Và năm 1971, Ngài là Chủ tịch đầu tiên của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thăng Ngài làm Hồng Y vào năm 1979. Và đến tháng 4 năm 1984, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chọn Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình và Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Koyunum. Ngài đã giữ chức vụ này cho đến năm 1995. Và trong suốt những năm này, Ngài đã phục vụ không mệt mỏi cho hòa bình, nhân quyền và những người nghèo khổ, đưa sứ điệp và lòng bác ái của Đức Thánh Cha đến với nhiều nước trên thế giới. Và đến năm 1994, Ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương tổ chức Năm Thánh 2000. Năm 1998, Đức Hồng Y Atchengaray đã từ chức Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình vì lý do tuổi tác. Và cùng năm này, Ngài được thăng làm Hồng Y Giám mục. Đến tháng 4 năm 2005, Đức Giáo Hoàng Biển Đức phê chuẩn việc chọn Ngài làm Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco nhận lời từ chức Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn của Ngài. Đến tháng 1 năm 2017, Đức Hồng Y đã rời Vatican và trở về giáo phận sinh quán Bayani. Kính thưa quý vị, chúng ta còn được biết Đức Hồng Y là sứ giả của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y đã tổ chức cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi vào năm 1986 giữa các đại diện của các tôn giáo lớn và trước tình trạng căng thẳng gia tăng trên thế giới với nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân giữa các khối ý thức hệ. Đức Hồng Y thường là sứ giả của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong những sứ vụ ngoại giao khó khăn. Năm 2002, Đức Hồng Y đến Jerusalem để kêu gọi hòa bình cho vùng Trung Đông. Năm 2003, Ngài đã nhân danh Đức Giáo Hoàng mang sứ điệp hòa giải đến với thủ đô Baghdad của Iraq để ngăn chặn bùng nổ chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai. Và đặc biệt, Đức Hồng Y còn đến thăm Việt Nam. Đối với lịch sử giáo hội Việt Nam, Đức Hồng Y Atchengaray là một đại ân nhân. Vào năm 1989, sau 13 năm, mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam rơi vào cõi thinh lặng. Đức Hồng Y Atchengaray đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị cử làm đặc sứ đến thăm Việt Nam với hy vọng tháo gỡ được những vướng mắc lịch sử tồn đọng bấy lâu. Và chuyến đi lịch sử đã thành công. Chính quyền và toàn thể dân Chúa tại Việt Nam đã yêu mến Ngài. Sứ mệnh của Ngài trở thành chiếc cầu lịch sử đưa Việt Nam đến với thế giới Công giáo trên lộ trình mỗi lúc một thông thoáng hơn và mở rộng cho đến hôm nay.
Và kính thưa quý vị, sau đó vào năm 1990, Ngài còn đại diện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Hà Nội và tham dự lễ an táng của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Sau khi Đức Hồng Y Vimente Rodriguez qua đời vào ngày 3 tháng 9, thì Đức Hồng Y Echengery là vị Hồng Y cao niên nhất. Với sự ra đi của Ngài, thì Hồng Y đoàn chỉ còn lại 213 vị. Trong số này, chỉ có 118 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng, còn lại 95 vị trên 80 tuổi không còn quyền bầu giáo hoàng. Và kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Đức Hồng Y Roger Maria Elia Echegaray bước vào sự sống vĩnh cửu và xin Ngài chuyển cầu cho giáo hội, cho đất nước chúng ta. Kính thưa quý vị, câu chuyện cuối tuần của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại vào câu chuyện tuần sau.